Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị theo dõi phần tin thế giới. Chương trình tin tức được đặc biệt bảo trợ bởi công ty xuất nhập cảng Ten Lê Yến. Số điện thoại 714-418-9788 hoặc vào trang mạng tiệpyến.com với các sản phẩm đông trùng hạ thảo, nhụy hoa nghệ tây saffron, yến các loại. Nga Tổng thống Putin sắp gặp thân nhân lính động viên. Thông tấn xã AP đưa tin Điện Kremlin xác nhận Tổng thống Putin sắp gặp mẹ của những người lính trong đợt động viên cuối tháng 9, nhưng không nêu thời gian cụ thể. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời hôm nay khi được hỏi về thông tin Tổng thống Vladimir Putin sắp gặp thân nhân của lực lượng động viên Nga. Chúng tôi có thể xác nhận một cuộc gặp đã được lên kế hoạch. Cuộc gặp này đang trong quá trình chuẩn bị. Theo ông Peskov, ông Putin thường xuyên tổ chức các cuộc gặp như vậy và không phải tất cả đều công khai. Thông tin Tổng thống Putin sẽ gặp mẹ của những người được động viên xuất hiện đầu tiên trên nhật báo kinh doanh Podomosti của Nga. Ở Nga, ngày Chủ nhật cuối cùng của tháng 11 được chọn là ngày của mẹ. Năm nay là 27 tháng 11. Nga, ngày 21 tháng 9 phát lệnh động viên một phần, triệu tập lực lượng dự bị khoảng 300.000 người, chủ yếu là quân nhân giải ngũ, có chuyên môn và kinh nghiệm quân sự. Đây là lần đầu tiên Nga ban bố lệnh động viên quân kể từ sau Thế chiến thứ hai. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 28 tháng 10 thông báo, Nga đã hoàn tất triệu tập 300.000 lính dự bị, trong đó 218.000 người đang được huấn luyện, 82.000 quân đã được triển khai tới Ukraine sau khi hoàn thành khóa huấn luyện bổ sung. Tổng thống Putin hôm 31 tháng 10 cho biết ông chưa nghĩ đến việc ký sắc lệnh kết thúc đợt động viên và sẽ thảo luận với đội ngũ pháp lý. Điện Kremlin hôm 1 tháng 11 ra thông báo rằng ông Putin sẽ không ký sắc lệnh như vậy do đánh giá điều này là không cần thiết. Theo luật hiện hành, mỗi năm công dân Nga trong độ tuổi 18 đến 27 sẽ phải phục vụ bắt buộc 12 tháng trong quân đội. Nhưng nhiều chuyên gia cho rằng thời gian này quá ngắn để tân binh làm chủ trang bị khí tài hiện đại. Nam Hàn lần đầu thử lá chắn hỏa tiễn đạn đạo nội địa. Thông tấn xã Yonhap đưa tin Nam Hàn vừa thử nghiệm hệ thống phòng thủ tầm xa LSAM có tính năng tương tự TAT của Hoa Kỳ, diệt mục tiêu mô phỏng hỏa tiễn đạn đạo. Quan chức Bộ Quốc phòng Nam Hàn hôm 22 tháng 11 cho biết nước này đã thử thành công hệ thống phòng không tầm xa LSAM đánh chặn các mục tiêu mô phỏng hỏa tiễn đạn đạo đối phương trong hàng loạt đợt khai hỏa. Thời gian và địa điểm thử nghiệm không được công bố, nhưng đây dường như là lần đầu hệ thống LSAM khai hỏa nhắm vào mục tiêu cụ thể. Thông báo được đưa ra trong bối cảnh Bắc Hàn phóng thử hỏa tiễn đạn đạo với tần suất cao chưa từng thấy, trong đó có vụ khai hỏa 23 hỏa tiễn các loại trong ngày 2 tháng 11 và phóng hỏa tiễn đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-17 với tầm bắn ước tính 15.000 km hôm 18 tháng 11. LSAM là hệ thống phòng không nội địa của Nam Hàn do Cơ quan Phát triển Quốc phòng ADD phụ trách, trang bị hai hỏa tiễn để đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau. Nó được tối ưu cho nhiệm vụ đánh chặn hỏa tiễn đạn đạo và sẽ trở thành lớp phòng thủ tầm xa trong lưới phòng không đa tầng của nước này. Nhà phát triển cho biết LSAM có thể nhắm tới hỏa tiễn đạn đạo ở độ cao 50-60 km và khoảng cách 140 km, sử dụng phương thức diệt mục tiêu bằng động năng nhằm phá hủy các quả đạn đang lao xuống, tương tự hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối TAT của Hoa Kỳ. ADD dự kiến hoàn tất quá trình phát triển vào năm 2024, sản xuất hàng loạt từ năm 2026 và triển khai những hệ thống đầu tiên từ năm 2027. Tin từ Indonesia chuẩn bị bán đấu giá hơn 100 hoang đảo. Khu bảo tồn Budi với hơn 100 đảo không người ở sắp được đấu giá trong thương vụ bất động sản, được cho là lớn nhất lịch sử châu Á. CNN ngày 22 tháng 11 dẫn lời Charles Smith, phó chủ tịch công ty bất động sản Sotheby's Consult Auction có trụ sở tại New York. Mỗi tỷ phú đều có thể sở hữu một hòn đảo riêng, nhưng chỉ có một người có cơ hội trở thành chủ của 100 hòn đảo này. Sotheby's Consult Auction sẽ là bên giám sát thương vụ. Nhà đấu giá lâu đời này đã sẵn sàng hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng các khu nghỉ dưỡng trên các đảo. Trong đó có kiến trúc sư Bill Bensley, người được mệnh danh phù thủy kiến trúc, từng thiết kế một số khách sạn và khu nghỉ dưỡng sang trọng bậc nhất châu Á. Luật Indonesia quy định người nước ngoài không thể mua các hòn đảo ở nước này. Khu bảo tồn vừa đi giải quyết vấn đề bằng cách lập công ty cổ phần PT Leadership Island Indonesia hỗ trợ người tham gia đấu giá.
Từ đó, nhà đầu tư sẽ được tự do phát triển đảo theo ý thích. Phiên đấu giá nhóm đảo có diện tích hơn 10.000 ha này bắt đầu từ ngày 8 đến ngày 14 tháng 12. Hiện chưa có giá khởi điểm, song những người tham gia đấu giá sẽ phải đặt cọc 100.000 Mỹ Kim. Khu bảo tồn Widi là một trong những thắng cảnh đẹp nhất của Indonesia, sở hữu nhiều rạn san hô, rừng ngập mặn và khoảng 150 km bờ biển. Khu bảo tồn này nằm ở phía đông bắc đảo Bali, ở trung tâm tam giác san hô đông Indonesia. Du khách có thể tới đây bằng máy bay riêng từ sân bay quốc tế Gusti Ngurah-Rai tại Bali, cách đó 2,5 giờ bay. Các thương vụ mua bán đảo tư nhân đã bùng nổ trong vài năm qua, đặc biệt trong giai đoạn COVID-19 hoành hành. Đây là một trong những lựa chọn phổ biến đối với những cá nhân cực kỳ giàu có, mong muốn có được sự an toàn và riêng tư giữa đại dịch. Ả Rập Saudi, người dân được nghỉ một ngày sau trận thắng Argentina. Thông tấn xã AP đưa tin quốc vương Salman tuyên bố cho người dân Ả Rập Saudi nghỉ ngày 23 tháng 11 để ăn mừng chiến thắng bất ngờ của đội nhà trước Argentina ở World Cup 2022. Thông báo từ vua Salman của Ả Rập Saudi nêu rõ, ngày mai 23 tháng 11 sẽ là ngày nghỉ của tất cả nhân viên trong cơ quan nhà nước và công ty tư nhân, cũng như học sinh tất cả cấp bậc. Quyết định cho toàn dân nghỉ một ngày để ăn mừng chiến thắng của đội tuyển quốc gia Ả Rập Saudi trước Argentina tại World Cup 2022 được vua Salman phê chuẩn theo đề xuất của Thái tử Mohammed bin Salman. Chiến thắng 2-1 của Ả Rập Saudi trước Argentina ngày 22 tháng 11 được xem là cú sốc lớn nhất trong lịch sử World Cup. Quốc gia vùng vịnh đã lội ngược dòng thành công để đánh bại một trong những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch của giải đấu. Lionel Messi đã giúp cho Argentina mở tỷ số bằng quả phạt đền ở phút thứ 10 của trận đấu, như hai bàn thắng của Ả Rập Saudi ở hiệp 2 đã khiến cho đội bóng Nam Mỹ hứng chịu trận thua sốc. Khi tiếng còi kết thúc trận đấu vang lên, những người hâm mộ tập trung theo dõi qua màn hình lớn ở sân vận động thủ đô Riyadh đã hò reo ăn mừng trong niềm vui chiến thắng. Giới chức Ả Rập Saudi cũng coi chiến thắng này như phần thưởng cho chương trình cải cách của Thái tử Mohammed bin Salman, trong đó dựa vào thể thao để nỗ lực cải thiện hình ảnh của vương quốc trên trường quốc tế. Ả Rập Saudi thậm chí đang đàm phán với Ai Cập và Hy Lạp về đề xuất đồng tổ chức World Cup 2030. Tin từ Ba Lan, Tổng thống bị chơi khăm qua điện thoại. Reuters cho biết Tổng thống Ba Lan Duda điện đàm hơn 7 phút với người tự nhận là Tổng thống Pháp Macron trước khi nhận ra đây là trò chơi khăm và cúp máy. Văn phòng Tổng thống Ba Lan hôm nay cho biết sau vụ hỏa tiễn phát nổ ở làng Freeswater, Tổng thống Duda đã điện đàm với lãnh đạo các nước và có một người gọi tới, tự nhận là Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Trong lúc trao đổi, Tổng thống Duda nhận ra cách nói chuyện của người gọi giống như đang có âm mưu gì đó và ông cúp máy. Văn phòng Tổng thống Ba Lan đưa ra bình luận sau khi hai diễn viên hài người Nga Vovin và Luxis tên thật là Vladimir Konashov và Alexei Dolarov đăng đoạn ghi âm cuộc gọi dài 7 phút rưỡi với ông Duda hôm 15 tháng 11 lên nền tảng video YouTube của Nga tương tự YouTube. Ông Duda nói chuyện bằng tiếng Anh với một người giả giọng người Pháp. Xin chào ông Emmanuel. Cảm ơn ông vì đã gọi điện. Như ông biết, tình hình lúc này rất khó khăn. Tổng thống Ba Lan nói vụ nổ do một hỏa tiễn mà chúng tôi không rõ ai phóng gây ra và ông đang chờ kết quả điều tra. Ông Duda nói trong đoạn ghi âm, ông Emmanuel hãy tin tôi cực kỳ thận trọng. Tôi không đổ lỗi cho người Nga. Tôi không muốn có chiến tranh với Nga. Ông thêm rằng Ba Lan lúc đó không cân nhắc kích hoạt điều 5 trong Hiệp ước NATO. Ông còn hỏi người gọi về cáo buộc Ukraine đang chuẩn bị sử dụng bom bẩn. Vovin và Luxis tuyên bố họ đứng sau cuộc gọi chơi khăm ông Duda. Hai diễn viên hài trả lời AFP, chúng tôi đã nói điều đó trên các mạng xã hội và chúng tôi cũng đã đăng một video. Văn phòng Tổng thống Ba Lan thông báo đang cùng các cơ quan liên quan điều tra làm thế nào hai diễn viên hài Nga lại được nối máy cho ông Duda.